đang cắt sầu riêng để nướng bằng bếp không dầu nè. Chiên không dầu. Rất là kỳ lạ luôn. Là cái đầu ghé hả? À. Nướng thử thử nó ra mùi gì vậy gì phải không? Rồi anh bỏ bánh nha. Trời ơi, đó. Hay gì ta? Mà không dầu hả? Đâu không dầu. Em thử nó ra như thế nào không Thành? Rồi, cho bếp ra. Ồ, mới mua ở nào luôn hả? Em cái này là Thanh hấp sầu riêng nha. Tính tâm. Dở cái đó lên. Có điện rồi mà. Đây là sầu riêng nướng nha. Nướng lạ quá. Thơm phức luôn á. Ờ mình quay phim gì trong đó nghe mùi không? Nghe mùi, nghe mùi, ở trong nghe. Ở trong cô chú mà nghe mùi comment giúp em cái nha. Dạ dạ. Mùi thơm quá rồi. Trời ơi, khai đâu mở sầu riêng nướng. Trời ơi. Lạ vậy? Thử không anh? Thử đi chứ, thử chứ, nướng đã nướng mà không thử sao được. Lúc trước á là bạn thử, bạn nướng ở trong ngoài bếp than nguyên trái sầu riêng luôn. Còn bây giờ là nướng kiểu giống như khoai lang á Thành nè. Đúng không? Anh Hà ơi. Ôi ơi, có thành quả rồi đây. Có thành quả rồi đây. Này đem lên đi thử đi. Rồi. Anh khai thử đi. Đủ cơ đâu đây. Cái này sầu riêng gọi là sầu riêng hấp hay là mà nó vàng ha. Nướng nè. Nướng mà nướng lên chảo hỏng dầu nha các bạn. Và giống như khoai lang á. Như khoai lang luôn, như đang lộn luôn. Thử đi, thử đi. Lấy dao cắt ra nữa. Cảm giác như thế nào không? Đầu tiên thì mình thấy là rất là thơm luôn á cô chú. Trời ơi, cảm ơn Nghĩa. Thứ hai nữa là mình thấy nó rất là nóng luôn. Bởi vì trong bếp mới ra, trong máy, trong lò nó nóng giá mang lắm. Rồi, nướng nè. Ồ, nóng quá, nóng đi. Nóng hả, còn nóng hả? Có mùi khoai lang. Có mùi sầu riêng. Có mùi không hả? Nó bốc ra mùi khoai lang nhiều hơn nha các bạn. Đúng rồi. Nhưng mà sầu riêng khoái. Thái. Đi. Thái. Miếng anh. Thôi ngon nha. Ngon. Thử đi cô chú thử nè. Ăn cái này nghiền á. Thử đi. Ngon lắm nha. Anh Nghĩa ăn thấy như thế nào anh Nghĩa? Ngon nha, giống như khoai lang. Ngon giống như khoai lang. Nó lại bọc ra cái mùi khoai lang nhiều hơn mùi sầu riêng. Mùi sầu riêng luôn á. Nóng quá. Nhưng mà cái này phải đúng là sầu riêng sống mà. À, nó sợ nướng nó mới ngon đúng không? Cái này sẽ chín quá. Trái sầu riêng chín. Nè, thử cái muối anh. Thôi ăn rồi, ăn cái rồi. Nè, thử muối này ơi. Muối này giờ ăn muối này đen hoặc muối này sượng. Muối sượng nè. Dẻo. Dẻo khô và dẻo. Cái này ngon rồi, giờ thôi gì đi. Con tách cái này ra con tâm ruột cho cô. Ký 400. Con vui ra bao nhiêu cô đi dừng thì con ngừng lại. Cái trái này nó ngon. Ngon hả? Dạ, trái này nó dẻo lắm. Bao ăn hả? Dạ bao chứ. Chắc con lấy hết luôn. Đặc biệt chưa? Ngon, xuất sắc luôn, cô thử miếng không? Thử cái cho hài lòng hả dạ. Kìa. Con có trái bao nhiêu? Trái này 450 à. Lấy nguyên trái ha. Rồi ok cô. Con trai. Dạ. Em. Rồi.
Ăn nữa. Anh chưa mua vị. Trời ơi. Ông mới đang ông chở qua luôn á. Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV nha. Hiện tại đang đứng tại vừa sau cái hiếu nghĩa, địa chỉ là 415 Cách Mạng Tháng 8, phường 13, quận 10 của chú. Ngay chỗ Thanh này, Thanh đang khui một tí sầu riêng cho khách. Cô chú anh chị và các bạn xem video nếu thấy hay có thể là like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ giúp em nha. Và để em có động lực làm các video tiếp theo. Đúng em 400. Dạ, dạ. Mình còn có cái nước nào đây? Cái gì ạ? Có cái nước mà mình đang chú ý. Cái muối kệ ghê vậy. Cái muối ăn được. Cái nào bị cháy muối chứ? Cái nào bị cháy muối hả? Thời tiết này nóng quá. Hồi trưa mới đọc bài báo bên Trung Quốc 40 mấy độ luôn à. Cái gì ạ? Ấn Độ nữa. 42 độ mấy. Cái gì vậy? Sao đi nào? Tức là nóng ở khu vực Đông Nam Á mình cực kỳ nóng luôn. Châu Á. Ok em. 415.000. Chị gái đang ăn gì kìa? Hai trái. Chị gái hai trái hả? Để biếu nguyên trái hả? Làm cho Thanh khó khăn rồi. Biếu nguyên trái là Thanh nè. $479,000 nè. Dẹp bớt cái này lên bàn em. Biếu quá không? Biếu để vô hộp này nha chị cho nó sạch. Hút chân không luôn không? Chân không cho chị luôn cho nó đẹp. Đi xa không chị? Con đang đứng ở đây thôi. Để lút chân không luôn cho chị cho nó. Cái nào bị cháy muối em bù lại cái khác cho chị nha chị. Gì? Thứ ruột. Thế sau khi gì là biết lỗ rồi đó. Lỗ rồi hả? Dạ dạ ok chị yên tâm. Mở hộp đi. Còn cái hộp này có hộp còn ngon không? Thời tiết con người cũng gây được một bệnh có thể sầu riêng. Em ơi. 1 ký 365. Được. Rồi em lấy nhỏ đó.
nhỏ. Ê, chơi nhỏ nãy đâu rồi? Cái này là dần được đúng không? Dần được chứ. Hàng gì đấy? Chuẩn bị chứng với 3-15 nữa, sẽ tiền lắm. Còn gì nữa? 7 chuẩn bị chứng với 3-40. Hàng gì chị em nhanh quá rồi chứ. Đúng không? Đúng. Hàng gì chị em kiểu không? Mình ngồi mình biết đọc nó lâu lát luôn á. Chị em cũng làm rạc liền hả? Thử miếng giùm em chị. Ô, hôm bữa em ăn khúc đầu xong khúc giữa nó sườn như vậy à. Nên là bây giờ em sườn em cầm em sẽ lại ăn á. Rồi em bị hết một trái nha. Buôn bán rất là khó luôn á, nhiều lúc mình lựa cái ở tại vườn sầu riêng đó cô chú, bởi vì đâu có biết được nhiều lúc á là hái một trái thôi hoặc hai trái, mỗi cây hái một trái nửa trái thôi để mình thử á, mà xong rồi mình mua lượt về mình bán nguyên cho nguyên cái cây luôn. Nên là cô chú nhiều lúc rất là khó luôn á, thấy nhiều bạn nói là bán mua sầu riêng về bán, nhưng mà nếu mà không khéo á, là những cái hô hụt đó. Bởi vì một trái sầu riêng mình nói đi là nếu mà mình có trường hợp là nhiều lúc cui 2-3 trái mới được một trái sầu riêng, dẫn đến cái trường hợp là mình bị giấy nha. Được không đi? Chúc giờ thành hai viên nè. 400. Được rồi, đổi đây coi rồi. Đổi này cũng được không? Được rồi. Nãy trái kia nhiêu ta? Cái đầu là 4.9 đúng không? 4.9 thì 4.9 như 4.5 đi, 4.5 thì 4.05 nữa. Thì khách mua hả?
Ở ngon biển nguyên đi. Quên. Cái này đã gì? 475 với 405. Hai cô chú với cô sầu riêng gặp thánh sầu riêng. Cô kêu mua cô mấy cô mua con ruột đi. Còn mấy trái bự này cô ruột ra tách bán đi chứ mấy trái hồi đó nó chưa ngon đâu cô được đâu. Tới hai ba người hỏi luôn á, hai ba người thắc mắc là sao hôm nay không đóng cửa. Vui Thanh ơi, lấy được cái gỗ nha. Rồi ạ, hai anh chị lấy cái nào vậy? Được cái chưa lấy cái nào. Giờ có hai cái này nè, không biết lấy cái nào, lấy cái nào lấy gỗ cái không ạ. Được cái gỗ cho này đúng không? Ờ. Coi gì? Vẫn chưa đủ anh. Chưa đủ nữa. Lấy thêm anh đây sao anh?
Ủa sao gửi gì hả? Gửi đi rồi gửi gì hả? Gửi lên rồi gửi xuống.